xin chào thầy Hiếu và các anh chị em trong nhóm. Em tên là Trịnh Hoài Vinh, sinh năm 85. Hôm trước thì em có viết một cái bài ngắn ở trên nhóm để chia sẻ về mình. Nhưng mà như thầy nói thì để mà thầy có thể hỗ trợ hiệu quả hơn thì thầy cần phải biết là mình muốn gì và mình đang vướng chỗ nào. Cho nên là hôm nay em cũng cố gắng làm cái video để giới thiệu nhiều hơn về mình. Trước đây thì em làm việc ở khoa vật lý, trường đại học sư phạm thành phố. Năm 2011 thì do nhu cầu công việc, em qua Nhật để làm tiến sĩ về vật lý. Sau khi tốt nghiệp thì em tiếp tục ở lại Nhật để làm việc thêm khoảng 2 năm rưỡi. Thì trong suốt cái quá trình mà tốt nghiệp và đi làm của mình thì em thấy mình rất là may mắn. Bởi vì công việc nó rất là thuận lợi. Gặp được những cái người đồng nghiệp tốt và những cái người thầy giỏi và được sự hỗ trợ rất là nhiều. Tuy nhiên, chính vì cái sự may mắn và thuận lợi như vậy cho nên là mình quên đi những cái vấn đề có thể là quan trọng hơn. Chẳng hạn như là mình làm cái công việc này để làm gì? Trong cái tương lai 5 năm và 10 năm sau thì mình sẽ trở thành một người như thế nào? Thì tất cả những cái vấn đề đấy thì gần như là mình không có nghĩ tới. Thì cho tới cuối năm 2016 thì chính nhờ những cái video chia sẻ của thầy Hiếu thì em gần như là tìm được cái câu trả lời cho mình. Cho đến cuối năm ngoái thì em quyết định là mình sẽ nghỉ hoàn toàn cái công việc ở Nhật để quay về Việt Nam. Và đồng thời là nộp đơn để xin thôi việc ở trường để bắt đầu làm những cái công việc mà mình muốn làm mà mình chưa có làm được. Em nhận thấy một điều rằng là mình đầu tư rất là nhiều thời gian và công sức, có thể là hơn 20 năm để học rất là nhiều cái thứ liên quan tới cái công việc, liên quan tới cái chuyên môn của mình. Nhưng có một thứ rất quan trọng mà mình lại không học và cũng không ai dạy cho mình, đó là cái vấn đề tài chính và tiền bạc. Mà cái vấn đề này thì nó liên quan tới mình hàng ngày, hàng giờ và có thể là suốt cuộc đời. Cho nên là nửa năm trở lại đây, khi mà từ Nhật về thì em đầu tư rất là nhiều thời gian và rất là nhiều tiền bạc để đi học. Thì em học cả về bất động sản, cả về chứng khoán, cả về kinh doanh online. Và sau khi học tất cả rất nhiều thứ như vậy thì em nhận ra một cái yếu tố cốt lõi ở đây chính là cái nguồn thu nhập thụ động. Bởi vì cái nguồn thu nhập thụ động này nó không những là nó giúp giải phóng mình về mặt thời gian để mình có thể làm những việc khác, mà nó còn là một cái đòn bẩy rất là quan trọng hỗ trợ mình trong việc đầu tư. Cho nên hiện tại thì em dành gần như toàn bộ thời gian và công sức của mình vào việc xây dựng một cái nguồn thu nhập thụ động từ cái việc bán hàng Amazon và tiếp thị liên kết. Thì song song với đó thì em cũng muốn phát triển cái lĩnh vực YouTube. Mới nghe thì có vẻ như là Amazon, tiếp thị liên kết và YouTube thì nó không có liên quan với nhau lắm, nhưng mà nếu mà mình biết cách thì mình có thể tạo ra một cái hệ sinh thái mà ở trong đó mỗi cái lĩnh vực nó sẽ hỗ trợ cho lĩnh vực kia rất là tốt. Về Amazon và tiếp thị liên kết thì em đã tìm được cho mình những cái người hướng dẫn. Còn về YouTube thì hy vọng là em sẽ nhận được cái sự hỗ trợ từ thầy Hiếu. Về YouTube thì thực sự là trong cái khoảng thời gian ở Nhật thì em có làm rồi một cái kênh rồi để hỗ trợ cho vợ em trong việc là chia sẻ về Nhật Bản cũng như là cách học tiếng Nhật. Thì từ những kiến thức mà thầy chia sẻ, em cũng có mua một số cái khóa học của thầy, thì bọn em cũng đã xây dựng lên được một cái kênh YouTube, một trang web và một cái fanpage, cũng như là kết nối ba cái đó lại với nhau. Nhưng mà tất cả những cái hệ thống đó chỉ là hỗ trợ cho vợ thôi, chứ còn em thì chưa có gì hết mà. Và hiện tại thì em bắt đầu làm một cái hệ thống tương tự như vậy cho bản thân mình. Kế hoạch lâu dài thì em muốn là xây dựng lên một cái hệ thống kiếm tiền
thụ động, online, bền vững. Và em muốn là mình phải nắm rõ từng bước tất cả các cái hệ thống đó, để là sau này mình có thể là mình tinh giản và mình rút ra được một cái phương pháp riêng của mình, để mình có thể chia sẻ lại cho những cái người đi sau, những cái người mà cũng mong muốn tìm một cái nguồn thu nhập thụ động như mình hiện tại. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn thầy Hiếu và tất cả các anh chị em trong ban quản trị đã lập ra cái group này và duy trì và hỗ trợ cho tất cả mọi người. Em cũng xin chia sẻ với các anh chị là để mà mình vào được những cái nhóm này, để có thể nói chuyện trực tiếp với người hướng dẫn và được coaching 1-1 như vậy, thì ở bên ngoài có thể chúng ta phải trả 1.000 đô, 2.000 đô hoặc là hơn nữa để có thể được vào những cái nhóm như vậy. Tuy nhiên thì ở đây thì thầy Hiếu đã chia sẻ gần như là free cho tất cả mọi người, cho nên là em nghĩ là bản thân em cũng như tất cả anh chị cần phải trân trọng và tận dụng được cơ hội này. Ngoài ra thì như thầy Hiếu có nói là ở đây không chỉ có YouTube không đâu, mà còn có những cái lĩnh vực khác, và cũng không chỉ có online mà còn có thể là offline, và chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài nữa. Cho nên là qua cái video này thì em cũng mong muốn được kết nối, được làm quen với tất cả các anh chị em trong nhóm, để chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau và cùng hoàn thành cái mục tiêu cũng như cái mong muốn khi mà vào cái nhóm này. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn